quỷ. Con bị bùa chú và bị tâm lực ác của nhiều người mỗi ngày đánh vô vết thương ở lưng gây ra viêm nhiễm tủy xương ở vùng lưng. Là cái gì đó? Mong sư giúp con vô minh hiểu đơn giản. Nói như vậy, với những cái khi mà mình có những cái ảo giác, ảo tưởng như vậy thì nó rất là khó cho các sư, bởi vì quý vị hỏi như vậy. Đúng rồi, tức là tôi bị ém bùa đó, quý vị đã khẳng định rồi. Trong khi đó thì đây là những cái điều chưa có chắc, bởi vì cái bằng chứng ở đâu đó, mà có khi á, là mình chạy chạy đôn chạy đáo, chạy trên chạy dưới, chạy trong chạy ngoài, rồi bắt đầu là người ta nói cái gì mình cũng tin. Nói không chừng người ta nói có con cóc nó trú ở sau lưng của mình, nó chui ở trong xương trong tủy, nó đang ăn ở trong đó, mình cũng tin nữa. Thì khi mà mình có những cái nhìn sai lầm á, mình chưa có được chánh kiến, mình còn bị vô minh, thì mình sẽ bị rất là nhiều những cái điều khổ sở. Đặc biệt là khi mà thân mình phải chịu những cái đau đớn bệnh hoạn thì nó cũng sẽ dễ dẫn đến cái chuyện là ai nói gì mình cũng tin. Thì sư rất là thông cảm cho cái tình hình bệnh tật của quý vị, nhưng mà sư chỉ nhắc nhở là đó không phải là lý do để mà mình có thể tin bừa bất cứ ai. Bởi vì người ta nói là xong cái chuyện của người ta rồi, nhưng cái người chịu trách nhiệm á chính là bản thân quý vị. Có đau có khổ là chính bản thân quý vị chịu. Thậm chí mình nói tầm bậy thì cái chuyện mình đi lên đi xuống cũng là do mình chịu, không ai chịu giùm mình hết trơn nha. Thành ra cẩn trọng. Bây giờ có một số cái lời khuyên của sư. Thứ nhất á, là nếu có thể thì hãy bố thí trong khả năng của mình. Và khi quý vị bố thí như vậy đó, hãy phát nguyện là mong cho cái quả báo của việc bố thí này cho tôi có được trí tuệ để tôi thấy được cái điều đúng đắn, không có bị người ta lừa dối, không có thấy những cái điều sai lầm. Và cái thứ hai á, là ráng giữ giới. Hãy xét lại coi năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Mình có giữ trọn vẹn hay chưa? Nếu chưa á, thì phải ráng giữ giới, đặc biệt là có hai giới đặc biệt lưu ý. Một là giới không sát sanh, hai là giới không uống rượu. Kiểm tra kỹ lại coi mình có phạm đặc biệt là hai giới này hay không. Tất cả các giới đều quan trọng, nhưng đặc biệt hai giới này hãy kiểm tra lại cho kỹ đó. Và thì sư khuyên nếu có thời gian á thì theo dõi những cái lớp kinh tạng như là lớp kinh Hạnh Phúc Mangala Sutta. Thì nhờ quý vị theo dõi những lớp kinh tạng như vậy đó, quý vị sẽ có chánh kiến, mà nhờ có chánh kiến chúng ta sẽ bớt bị người này lôi người kia kéo, rồi bắt đầu là bị hoang tưởng, bị ảo tưởng, rồi tự làm khổ mình, làm khổ người. Đó là điều không có nên ha, tự mình làm khổ mình thôi. Và cái vấn đề này không biết sư thầy. Dạ vâng.